Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Có thể sử dụng nguyên liệu tự nhiên để chữa bệnh nứt gót chân hay không? Loại nguyên liệu tự nhiên nào chữa bệnh nứt gót chân hiệu quả nhất? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây, y học cổ truyền sẽ trả lời giúp bạn. Mật ong chữa bệnh nứt gót chân. Theo các y học cổ truyền, mật ong không chỉ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể mà nó còn có tác dụng chữa bệnh nứt gót chân vô cùng hiệu quả. Các chuyên gia của y học cổ truyền cho rằng, trong mật ong có chứa những chất có tác dụng kháng khuẩn và dưỡng ẩm cho RA rất tốt nên có thể sử dụng để điều trị bệnh nứt gót chân hiệu quả. Cách dùng rất đơn giản, người bệnh chỉ cần hòa khoảng một chén mật ong với 2 lít nước ấm và cho đôi bàn chân bị nứt gót vào ngâm khoảng 10 trước khi đi ngủ, sẽ thấy được hiệu quả ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Chữa bệnh nứt gót chân bằng dầu dừa. Theo Đông y, dầu dừa có thể giúp cho đôi bàn chân bị nứt gót bớt đau nhức và khô hơn bởi chức năng cung cấp độ ẩm tuyệt vời của nó. Người bệnh có thể mua dầu dừa ở các tiệm mỹ phẩm hoặc cũng có thể tự làm dầu dừa để chữa bệnh. Cách dùng, rửa sạch chân sau đó dùng tăm bông chấm vào chén dầu dừa rồi thoa đều lên phần gót chân bị nứt nẻ vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ, có thể dùng băng gạc y tế để cố định lại để dầu dừa không bị lem ra giường và chống cho việc gót chân cọ sát và chảy máu. Rửa lại gót chân bằng nước ấm vào sáng hôm sau. Cám gạo chữa nứt gót chân. Trong cám gạo rất giàu vitamin B không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn giúp loại bỏ tế bào chết và điều trị bệnh nứt gót chân hiệu quả. Theo Đông y, người bệnh có thể kết hợp cám gạo, mật ong và dầu dừa để điều trị bệnh nứt gót chân bằng cách trộn đều các nguyên liệu lại với nhau theo tỷ lệ 1:1:1 sao cho chúng tạo thành một dạng hỗn hợp quánh mịn. Rửa thật sạch chân với nước rồi thoa đều hỗn hợp này lên vùng gót chân bị nứt và để trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện phương pháp này sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả điều trị bệnh. Chanh chữa bệnh nứt gót chân. Sử dụng chanh để chữa bệnh nứt gót chân bằng cách chọn những quả tươi đem thái thành từng lát mỏng rồi chà sát lên phần gót chân bị nứt. Cứ chà đi chà lại trong khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, thực hiện mỗi ngày một lần. Chanh là một trong những nguyên liệu có thể tẩy tế bào chết rất tốt nên người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn và hiệu quả của phương pháp này. Chữa bệnh nứt gót chân bằng nước muối. Muối ăn vừa là vị thuốc được sử dụng trong Đông y, vừa là gia vị mà gian bếp nhà nào cũng có, chữa bệnh. Nứt gót chân vừa đem lại hiệu quả chữa bệnh cao, vừa giúp loại bỏ vi khuẩn trên đôi chân một cách dễ dàng. Người bệnh chỉ cần hòa khoảng 2 gam muối biển xay với 2 lít nước ấm rồi ngâm chân hàng ngày, mỗi lần ngâm khoảng 10 phút rồi dùng khăn bông thấm khô. Bôi thêm kem dưỡng ẩm để giúp duy trì độ ẩm tốt hơn, hạn chế cảm giác đau nhức do bệnh gây ra. Trên đây là những loại nguyên liệu tự nhiên có thể sử dụng để điều trị bệnh nứt gót chân rất tốt. Nếu bạn cũng đang mắc phải căn bệnh này thì hãy áp dụng ngay nhé, hiệu quả lắm đấy.